thành xong món cà cà pháo với thịt và chỉ. Đây là một món rất là hấp dẫn. Mình định nấu canh nhưng mà nấu cái kiểu sệt sệt như thế này gần như là một món xào, cà xào thì cũng rất là ngon. Mọi người phải làm theo các bước hướng dẫn của mình xem nhé. Chắc chắn đây sẽ là một món ăn rất là ngon miệng cho cả gia đình. Bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức món ăn này cùng với gia đình mình nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nấu ăn của mình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video nấu ăn lần tới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm món canh cà. Canh cà này thì mình hôm nay mình sẽ sử dụng cà pháo. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào đây cái phần tỏi này, thêm một chút mỡ. Mình sử dụng mỡ thì sẽ ngon hơn. Sẽ phi thơm lên. Tóc mỡ này, mình rất là thơm. Tỏi đi lên. Bây giờ thì mình sẽ cho đến cái phần cà chua. Mình cà chua lên để lấy màu cho đẹp. Mình sẽ lên ở đây một chút muối. Cho cái phần thịt này thì mình thái nhỏ ra. Mọi người có thể sử dụng thịt ba chỉ rất là ngon, hoặc là thịt băm cũng được. Mình sẽ xào lên cho ngấm gia vị. Cho sấu vào. Sấu là sẽ tạo cái độ chua thanh cho cái phần canh cà. Và thì mình sẽ cho nước vào đây. Mình sẽ chỉ là món này mình sẽ dùng ít nước thôi. Mình sẽ đậy nắp vào. Gà đây thì mình đã bổ và ngâm với nước muối cho đỡ thâm, và mình sẽ rửa thêm cái phần lá lốt để tí nữa mình nấu xong rồi mình cho vào. Và mình sẽ đun nhỏ lửa trong vòng từ 15 đến 20 phút nhé. Sau khi hầm được tầm 15 phút rồi thì bây giờ mình sẽ cho cái phần cà pháo vào nhé. Cà pháo mọi người có thể sử dụng bằng cà tím cũng được, nhưng mà cà pháo thì nó cũng khá là ngon. Quả nó nhỏ. Cà tím thì mình ăn nhiều rồi.
sẽ nấu thêm 10 đến 15 phút nữa là cà mềm ra thì mình mới ăn. Hôm nay mọi người sẽ nên ăn cà mềm, xấu có độ chua ăn rất là ngon. Món này thì mọi người không nên cho nhiều nước nhé, ăn sệt sệt thì sẽ ngon hơn. Ăn mùa đông rất là ngon. Ớt sẽ dầm ra với cái độ cay. Mọi người có thể điều chỉnh cái độ mềm của cà mà mọi người muốn ăn. Muốn ăn cà mềm thì nấu kỹ, và ăn cà hơi sật sật thì mọi người có thể điều chỉnh cái độ mềm của cà. Hôm nay mình sẽ thử nấu cà giòn. Giờ mình sẽ tắt bếp và cho là lúc rồi nhé. Mình sẽ cho ra đĩa.